Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì trong video hôm nay thì Lệ xin tiếp tục giới thiệu với các anh chị một cái căn hộ khác, cũng nằm ở chung cư Sông Đà thuộc số 6 Bãi Dương, thành khu vực Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang ha. Và hiện tại thì Lệ đang có mặt tại cổng chờ thang máy của tầng 20 này các anh chị. Lệ sẽ quay một vòng hành lang cho các anh chị cùng xem qua ha. Các anh chị có thể thấy là khu vực hành lang của chúng ta rất là rộng và rất là thoáng ha. Ở đây phía đầu thang máy nè, lối thoát hiểm nè, hệ thống phòng cháy chữa cháy nè, đó, đầy đều được trang bị đầy đủ trong cái khu vực hành lang của chúng ta. Và khu vực hành lang đặc biệt thì có những cái chiếc cửa sổ này các anh chị, để chúng ta có thể là nhìn ngắm được cái view từ phía ban công này các anh chị. Đó, đây, đây là cái view toàn thành phố luôn các anh chị. Các anh chị có thể thấy là cái mức độ lấp đầy dân cư ở khu vực phía Bắc cực kỳ đông luôn ha. Đó, nhà san sát nhau. Và ở tầng 18 của chúng ta thì sẽ có một cái sân thượng như thế này nè các anh chị. Đó, các anh chị có thể là xuống sân thượng này để chơi ha. Đây là cái view từ ban công rất là đẹp luôn các anh chị. Phía bên này thì sẽ là cái khu vực để chúng ta đổ rác ha. Đó, thì cái căn hộ mà lại giới thiệu với các anh chị thì nó sẽ nằm ở tầng 20 ha, thì là sẽ di chuyển đến căn để cho các anh chị cùng xem qua trước. Và là sẽ di chuyển vào cái căn hộ của chúng ta để quay chi tiết cho các anh chị cùng xem qua ha. Thì đây, phòng của chúng ta thì có hai lớp cửa nè, rất là chắc chắn luôn ha. Phía trong là cửa gỗ kính và phía ngoài thì là một cái cửa nữa để bảo vệ. Với cái căn này thì với diện tích của nó là 73 m² nha các anh chị. Là đi vào thì là thấy rất là thoáng và rất là sáng nha. Phía đầu tiên ở phía bên tay trái của đi vào thì chúng ta sẽ có một cái khu vực, một nhà vệ sinh nè. Nhà vệ sinh này thì cũng khá là rộng rãi và sạch sẽ ha. Có máy nước nóng nè, vòi tắm nè, lavabo, nhà vệ sinh được ốp gạch cũng khá là sạch sẽ. Và đi vào phía trong thì sẽ là không gian của phòng khách các anh chị. Phòng khách và kết nối với cái không gian bếp ha. Các chị có thể thấy là cái không gian mở ra nên nhìn nó rất là rộng và rất là thoáng ha. Đó, bếp với hai gian tủ trên dưới và một cái bộ bàn ăn nữa. Còn phía đây là phòng khách nè. Thì đối diện với cái chỗ sofa này thì các anh chị có thể là đặt thêm một bộ tủ để tivi ở góc này ha. Đó, để chúng ta có thể là ngồi xem được. Và phía bên này thì có một cái hệ thống kệ tủ để các vật dụng để trang trí thêm ha. Thì cái căn hộ của chúng ta nó sẽ thêm xinh xắn hơn rất là nhiều. Và lại thấy là cái tường của chúng ta vẫn còn khá là mới nè các anh chị. Đấy, vẫn còn rất là sạch sẽ và vẫn còn rất là mới ha. Căn này thì có hai phòng ngủ nè, là sẽ di chuyển vào cái phòng ngủ đầu tiên. Đây, phòng ngủ đầu tiên của chúng ta thì có sẵn giường nè, tủ quần áo nè. Đó. Phòng thì giờ diện tích vừa phải các anh chị, không quá chật nhưng mà cũng là không quá rộng ha. Đây, diện tích là thấy cũng khá là vừa vặn. Đây là cái căn phòng ngủ thứ hai, hai căn phòng ngủ thì nó nằm cạnh nhau luôn nha. Đây, phòng ngủ thứ hai thì có một cái ưu điểm là chúng ta nhìn ra được cái view biển đường Phạm Văn Đồng này các anh chị. Đây, đấy, từ vị trí phòng ngủ thì chúng ta đã nhìn ra được cái biển rồi nè. Đó, và được lấy được gió biển vào thì rất là thoáng và rất là mát. Các chị có thể thấy là dọc ở biển đó là những cái khách sạn này, những cái chung cư này, dân cư thì rất là đông đúc ha. Khu vực phía Bắc hiện tại là thấy cũng khá là sầm uất luôn rồi các anh chị. Và với cái chung cư Sông Đà này thì các anh chị đi ra biển thì chỉ tầm 150 m thôi các anh chị, rất là gần luôn. Mỗi buổi sáng chúng ta dậy sớm để đi bộ ra biển và tắm biển thì cực kỳ thích ha. Và với cái phí quản lý ở đây thì 5.000 một mét vuông nha các chị, thì tổng vị chi cho cái căn 73 mét vuông của mình thì một tháng tiền phí quản lý là tầm 360 các chị, rồi thêm phí gửi xe máy ha. Đối với xe máy thì là 60.000, còn đối với xe ô tô 4 chỗ hoặc 7 chỗ thì là 600.000 một tháng. Đó, thì lại thấy là cái phí quản lý ở đây vẫn khá là mềm cho các chị có thể là ở, bởi vì nó không chiếm quá nhiều ha, giống như những cái chung cư mới khác. Và ở đây thì chúng ta là đã có sổ và sở hữu lâu dài luôn rồi, pháp lý của nó thì cực kỳ chuẩn và cực kỳ yên tâm. Đây,
Đây là cái khu vực để máy giặt nè và phơi đồ ở góc này ha. Ở đây thì có một cái cửa thông nó nên rất là thoáng luôn, để phơi đồ thì nó sẽ mau khô hơn rất là nhiều ha. Thì là thấy là với cái căn này thì cái view của nó thoáng hơn và view của nó đẹp hơn ha. Ở trên tầng cao thì thường thì cái view của nó sẽ không bị khuất hết các anh chị, nên nhìn toàn cảnh thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, các anh chị có thể thấy là một vòng trong nhà của chúng ta này, diện tích rất là rộng ha, trong nhà đây rất là sạch sẽ và rất là thoáng ha. Đó, và với cái căn này thì hiện tại là chủ đang mong muốn bán với mức giá là 2,250 tỷ các anh chị cho cái căn 73 m² này. Và phòng ngủ thì có thể là nhìn ra view biển ha, và để lại toàn bộ nội thất như trong video hôm nay lại quay đó. Và đây là những cái hình ảnh mà cực kỳ chân thật và sắc nét mà Lợi gửi đến quý anh chị để các anh chị có thể là xem qua và tham khảo nếu các anh chị đang tìm cho mình một cái căn chung cư sở hữu lâu dài đó, để có sổ pháp lý chuẩn mà lại gần biển nữa thì giá cũng khá là hợp lý ha. Và cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Lợi hôm nay ạ. Nếu các anh chị mình quan tâm thì có thể là gọi cho Lợi qua số điện thoại 0393382259 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau ạ.